Xin chào các bạn, và trong ngày hôm nay tôi sẽ nói về ứng dụng của con OBE Emily. Và đây là một cái ứng dụng nằm trong cái đèn bếp từ của chúng ta. Ta sẽ cùng tìm hiểu cái sơ đồ này nhá. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái con này chính là con đèn công suất, và con này chính là con diode Jenner. Tại đây chúng ta thấy con đèn công suất này. Đèn công suất nó sẽ được nối với chân âm của con OB Emily. Và có một R hồi tiếp được nối với chân dương của con khuếch đại thuật toán. Đây là chân 5, nguồn 5V này cấp cho đèn công suất này. Cấp cho cái đèn công suất này. Và con diode Jenner này được nối với chân dương nhằm mục đích là chân không đảo của con khuếch đại thuật toán ấy, nhằm mục đích là nó ổn định dòng đấy. Và sau khi mà nó sẽ có một cái xung ra đây, các bạn nhìn thấy này, đây tôi cố định cho các bạn nhìn thấy nha. Đấy, vì tôi quay bằng điện thoại cho nên là nó chất lượng nó không được tốt, mong các bạn thông cảm. Ở đây là đầu đầu ra, ví dụ ta để là stop chẳng hạn đấy, thì nó sẽ xuất ra một cái xung vào con vi xử lý, xuất ở mức cao mức thấp gì đấy cho con vi xử lý. Và con vi xử lý này nó sẽ xử lý, nó truyền vào một khối khuếch đại nữa. Vậy thì các bạn có băn khoăn không? Ở đây chúng ta đã có một con khuếch đại thuật toán rồi, mà ở dưới lại có con khuếch đại nữa. Vậy thì ở dưới là con khuếch đại gì? Xin thưa, nó là con khuếch đại xung. Đấy. Và nó sẽ được truyền đến đèn công suất. Đèn công suất. Và tín hiệu nó lại được lặp lại ban đầu. Xin lỗi, nó không phải là nó lặp lại tín hiệu ban đầu, mà là nó sẽ tiếp tục hiệu chỉnh đầu vào của con OB âm ly, đúng không? Nó sẽ điều chỉnh tiếp. Tại đây thì vậy thì mục đích mình lắp con đèn công suất vào là để làm gì? Mục đích mình lắp con đèn công suất này này vào là để làm gì? Con diode Jenner này là độ ổn định dòng rồi. Vậy thì đèn công suất ấy thì nó sẽ phụ thuộc vào thang là 90 độ. Nếu mà bé hơn 90 độ thì nó ra sao, và lớn hơn 90 độ thì nó ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu nào. Tại đây thì tôi thấy này, nếu mà cái đèn công suất nó bé hơn 90 độ ấy, thì đầu vào in âm ấy nó sẽ bé hơn so với in dương. Nhìn cái con OB âm ly chưa? Đấy, chúng ta nhìn vào. Thì nên là cái xung stop này, các bạn nhìn thấy xung stop chưa? Xung stop đấy. Nó sẽ ở mức cao, và mạch lúc này nó sẽ truyền đến con vi xử lý, và nó sẽ tiếp tục chạy. Đấy. Vậy thì một câu hỏi được đặt ra, đó là khi mà đèn nó tăng lên trên 90 độ thì như thế nào? Đèn nó tăng lên trên 90 độ thì đầu in âm ấy nó sẽ lớn hơn so với cái đầu in dương, và stop nó sẽ ở mức thấp, và vi xử lý nó sẽ bị ngắt nguồn, và mạch nó sẽ bị ngắt. Đấy. Thì như thế là chúng ta đã vừa tìm hiểu được ứng dụng của con khuếch đại thuật toán OB Emily vào cái môn mà điện tử cơ bản này. Và chúng ta sẽ tôi sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trong một cái video chia sẻ tiếp theo. Xin chào các bạn.